Rất vui được gặp lại quý thính giả trên kênh đọc chuyện của Hàng Mời mọi người cùng lắng nghe chuyện ngắn Lại chuyện con mèo của nhà văn Nguyễn Công Hoan Được đăng trong tiểu thuyết thứ 7 số 274 mùng 2 tháng 9 năm 1939 Xin mời mọi người cùng lắng nghe Vừa bước chân tới cổng sở Tôi đã thấy chiếc xe pho đứng trước thềm nhà và tiếng chủ tôi nói oang oang trên khác. Bốn năm nay, làm ở đây, tôi chưa hề thấy có việc khác thường như lần này. Tôi bình tĩnh sao được. Chủ tôi vốn là dân làng bẹp. Dân làng bẹp hạng nặng, nên ngày thường sớm lắm là 8 giờ ông mới tỉnh giấc. Mà sau khi rửa mặt, mặc quần áo, tiểm tâm bằng nước cà phê sữa và điểm phổi bằng khói thuốc viện, thì ít ra đến 9 giờ ông mới xuống làm việc được vậy mà chẳng hay hôm nay đã xảy ra việc gì phi thường đến nỗi ông bỏ cả lệ tôi vội vàng dạo bước vào buồng giấy để chờ sẵn vì chắc rằng trước khi đi vắng ông chủ cần dặn dò tôi điều nọ điều kia hoặc giao công việc cho tôi như chờ mãi tôi vẫn không thấy gì tôi đến bàn chủ xem có dây thép hoặc thư từ gì khẩn cấp không cũng chẳng có gì đáng chú ý. Tôi ngạc nhiên hết sức. Ngoài sân, vẫn vọng ra tiếng chủ nói và tiếng chân người chạy ở tầng trên. Tôi mở cửa gọi long to, nhưng không ai trả lời. Bỗng người bồi chạy vụt qua. Tôi vội vàng hỏi, Việc gì thế? Người ấy không dừng lại, chỉ câu mặt để đáp lại bằng hai tiếng vùng vằng cọc lốc. Ô, thôi! Tôi nhận thấy trên má anh có hẳn năm vết đỏ Nên tôi trổ xạ dạ, Càng cố tìm hiểu cho việc gì Mà tiếng gót chân dồn dập Nện ở cầu thang Mới làm tôi kinh hãi làm sao Thì may quá Thấy người sofa phơ léo nhéo ở ngoài hiên Tôi vội vàng mở cửa sổ ra Việc gì thế bác Đi nhà thương Đường gắt như mắm đấy Trả lời một cách oán hờn Anh ta lại vội chạy ngay xuống bếp Đi nhà thương ư trong nhà đã xảy ra tai biến gì vậy? Hay là thằng Jin, thằng con trai yêu quý của chủ tôi, đã làm sao? Có thể thế lắm, thằng bé này, chắc vì vu nó lơ đấy, đã để nó ngã gác, hay là nó bị cảm phong? Nhưng sao chủ tôi không gọi dây, nói mời bác sĩ đến cấp cứu nhỉ? Tôi thương hại thằng bé, nếu nó đã gặp nạn. Nó là một đứa ngoan ngoãn, lễ phép. Vừa mới chiều qua, khi thấy tôi hết công việc, nó sán đến bên cạnh tôi, đặt hai cánh tay mũm mĩm lên bàn và kiễng chân, há miệng để ngó lên chỗ tôi làm việc. Ai mà không yêu nó được. Tôi bế nó, đặt lên đùi. Nó hỏi tôi bằng những câu rất ngây thơ khiến chủ tôi phải cười đau bụng. Tôi vừa tính lên gác để thăm nó, nhân tiện xem có thể giúp ích cho chủ việc gì chăng. Thì bắt đầu tôi thấy chính thằng Jin đương níu tay co vú nó ra sân sau. Nó vẫn hồng hào, ngoan ngoãn và nhất là vẫn lành lặn như thường Tôi vẫy tay gọi vú Chị hai Và hát hàm tôi trỏ tay lên gác để làm hiệu hỏi Chị hai mỉm cười gật đầu đáp lại tôi bằng một tiếng đẻ. Tôi co mặt để nghĩ Quái Ai đẻ nhỉ Tôi lại hỏi Ai cơ nhưng chị hai muốn trường không nghe rõ nên đáp Đi nhà thương Rồi chị bị thằng Xin co đi xa Khiến tôi nghĩ vấn nghĩ vơ một mình Mà không hiểu việc gì cả Đẻ ư ừ, Ai đẻ nhỉ Hay là bà chủ Không có lý Bà ấy mới có mang được 4 tháng Chủ tôi nói chuyện với tôi như thế Vậy Lẽ nào Bà ấy đã đẻ sớm được thế Hay là đẻ non nhỉ nếu vậy thì thật là một tai biến cho chủ tôi. Chủ tôi đã tát anh bồi. Phải chăng vì lo cho vợ mà ông đã loạn trí ư? Tôi làm ở đây 4 năm. Chủ yêu tôi, tôi mến chủ. Sao tôi thấy cái tin dữ dội này mà thờ ơ cho được nhỉ? Và bà chủ là một người phúc hậu thực thà. Tuy bà là vợ một người Pháp sống ở bên thuộc địa. Người Pháp ấy lại là nhà doanh nghiệp khá to. Vậy mà bà vẫn làm những công việc như vợ một người thường chính mắt tôi hằng ngày đã thấy bà vào bếp làm đồ ăn và khi rồi bày vò cả quần áo giúp bồi bà đối với kẻ ăn người làm rất ngọt ngào rộng rãi đến nỗi chưa bao giờ tôi thấy ai oán thán một câu nào tiếng chủ tôi vẫn một giọng gắt gỏng ở trên gác tôi đứng đắn đo xem rằng nên hỏi thăm bây giờ có phải phép hay không và cũng nên biết đích sự thực đã thì may thay Người long toang đã ở đâu về Anh ta xuống xe ở cổng Trả tiền vội vã Và tay ôm cái chai và gói gì rất to Tất tả rào cảng vào nhà Nghe tôi hỏi Anh ta Chỉ đủ thì giờ trả lời bằng 3 tiếng Đã vội biến mất Bông, băng, cồn Đích là những thứ cần cho sự đẻ Tôi phải đi đi lại lại trong phòng Châm thuốc hút để nghĩ xem Nên xử trí thế nào Từ lúc ấy tiếng chân chạy trên gác càng vội vàng tấp nập nhưng bỗng tôi ngạc nhiên hết sức và do đó tôi lại yên tâm là vì tôi vừa nghe tiếng dịu dàng của bà chủ tôi gọi thằng Jin Jin lên hôn ba bà sắp đi đấy ô hay ba thằng Jin sắp đi chủ tôi sắp đi ư đi đâu không có lẽ ông lại đi nhà thương để đẻ tôi mong lòng tòng xuống để hỏi tôi nhẩm lại xem trong nhà này còn có ai có thể đẻ được nữa không không trăm câu hỏi vẩn vơ quấy lộn trong óc tôi và sau hết tôi quyết rằng bọn bồi bếp xôp phơ vú em long tong không hiểu việc gì hết họ nói liều cả nhưng bỗng không sao từ nãy trong nhà như có biến động hay chính chủ tôi đã gặp hoạn nạn gì chăng xưa nay ông điềm đạm sao bây giờ ông to tiếng cáu kỉnh làm vậy bác nam đâu Ông ấy hỏi, có phải mua thêm xăng không đấy? Đủ cả rồi. Thấy tiếng xôn xao ở chân thang, tôi vội ngó cổ ra, thì những người ấy đã đi đâu cả. Cớm, đi tránh ra. Người ta đã vội mê thần đồng lên, lại còn an hướng. Ông ấy lại bạt tay cho cái nữa bây giờ. Gắt cái con khỉ, ai không vội hả? Tôi lại mở cửa, thì cũng chẳng thấy còn ai. Trên đệm ô tô, người ta đặt những gói nho nhỏ tôi bèn chờ ở cửa sổ để đợi người mà hỏi anh bồi ôm lễ mễ cái chai còn gắn xi si nguyên một cái hộp nhỏ từ trên gác xuống rồi để ở trong xe tôi vẫy tay toan hỏi bấm bị chủ gọi giật anh ta phải thưa mẹ sư rồi tất tả chạy lên một lát anh sô phơ hấp tấp vặn kính cửa xe cho kín rồi lấy tay trọ để đếm đồ đạc anh ngồi sẵn, cầm tay lái để chờ. Lúc ấy, người lon ton cũng đứng ở bậc thềm. Tôi hỏi. Bác đi đâu về thế? Tôi mua bông băng cồn, nhà có sắm đủ cả. Nhưng ông chủ bảo bông cũ xấu phải mua thứ mới. Ông ấy có hiếu quá. Nói đoạn anh lắc đầu, mỉm cười với sofa rồi tránh dạp sang một bên. Khiến tôi muốn hỏi, lại không dám hỏi nữa. Tôi biết là có cái gì đáng kính trọng sẽ qua trước mặt anh. Cái đáng kính trọng ấy hẳn là ông chủ hoặc bà chủ tôi. Tôi đoán không sai. Bà chủ tôi tất tả ra xe, ngó vào trong, soát lại đồ đạc, rồi nhìn lên gác, gọi chồng. Bà đứng đợi, một tay giữ lấy cửa xe mở rộng. Tôi tính ra sân hỏi, nhưng khi thấy trên mặt bà có vẻ băn khoăn, nên tôi lại chủ trừ rồi tiếng giày chậm rãi xuống thang gác và ở sân mọi người quay cả lại phía cửa tiếng giày ấy là tiếng giày ông chủ tôi tôi nghe đã quen tai hẳn là không cần hỏi han ai nữa nửa phút nữa tôi có thể biết cái việc quan trọng đã xảy ra trong gia đình này chủ tôi tóc chưa chải cả vạt buộc rối giá ở trong nhà xuống thềm ông đi thong thả nhìn từng bước Mặt ông rất buồn bã, đau thương. Vừa đi, ông vừa nói những tiếng dỗ dành. Hai cánh tay ông khoanh lại chiếc ngực vì ông phải nâng niu một vật nặng. Ông gượng nhẹ, ngồi vào đệm xe, mặc cho bà vội đóng cửa lại. Xe từ từ chạy. Mọi người nhìn theo và bởi vì đã làm xong việc quan trọng nên cùng nở một nụ cười tôi cũng thấy được nhẹ bỗng vì vừa tìm ra được câu trả lời rất sản dị của bài tính đố tưởng rất khó tin thì ra sở dĩ từ sáng đến giờ chủ tôi phải chăm đường vất vả sinh ra ác nhiệt, cả nhà trẻ loạn xạ bối rối như có cuộc lở đất long trời là vì con mèo mimi sắp đẻ nên chủ tôi phải sửa soạn để đem nó vào sở thú y cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe và nếu như yêu thích câu chuyện cũng như giọng đọc của hằng mọi người có thể ủng hộ hằng và kênh bằng cách nhấn nút đăng ký kênh like chia sẻ đồng thời để lại dưới phần bình luận những cảm nhận cảm nghĩ của mình về câu chuyện cũng như tương tác với hằng và mọi người hằng cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại mọi người trong những câu chuyện tiếp theo